Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề tiêu hóa rất phổ biến mà nhiều người có thể đã từng gặp phải. Đó là táo bón và những cơn đau bụng khó chịu do táo bón gây ra. Nếu bạn hoặc người thân của bạn đang phải đối mặt với táo bón và những cơn đau bụng dai dẳng thì đừng bỏ lỡ video này. Hãy cùng mình khám phá những cách đơn giản nhưng hiệu quả để nói lời tạm biệt với táo bón và mang lại sự thoải mái cho hệ tiêu hóa của bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau đây nhé! Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu táo bón là gì và những nguyên nhân nào có thể dẫn tới táo bón. Táo bón là tình trạng khi bạn gặp khó khăn trong việc đi cầu hoặc có số lần đi ngoài ít hơn bình thường, thường là dưới 3 lần mỗi tuần, phân thường cứng, khô và khó đi qua, gây cảm giác khó chịu và đau đớn. Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm đầy hơi, chướng bụng và cảm giác đi ngoài không hết phân. Nguyên nhân gây táo bón bao gồm chế độ ăn uống thiếu chất xơ, thiếu nước, thiếu hoạt động thể chất và sử dụng một số loại thuốc như thuốc giảm đau nhóm opioid, thuốc chống dị ứng và thuốc chống trầm cảm. Thói quen đi cầu không đều đặn, căng thẳng kéo dài và một số bệnh lý tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích IBS, viêm đại tràng, v.v. cũng có thể dẫn đến táo bón. Táo bón kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể dẫn đến các biến chứng như là trĩ, đứt kẽ hậu môn, xoang trực tràng và thậm chí là tắc ruột. Vậy, vì sao táo bón lại có thể gây ra đau bụng? Thứ nhất là do sự tích tụ của phân cứng trong ruột. Khi bị táo bón, phân trở nên khô cứng, tích tụ trong ruột lâu ngày. Điều này làm căng các cơ và dây thần kinh trong ruột, tạo ra áp lực lớn lên thành ruột. Sự căng thẳng này dẫn đến đau bụng, đặc biệt là ở vùng bụng dưới. Thêm nữa, sự tích tụ của phân và khí do vi khuẩn ở đại tràng lên men các chất cặn bã trong ruột tạo ra áp lực lớn. Áp lực này không chỉ gây đau bụng mà còn làm tăng cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Táo bón kéo dài có thể ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận như là bàng quang và cơ hoành. Sự chèn ép và áp lực của phân lên bàng quang có thể gây đau và khó chịu ở vùng bụng dưới, trong khi áp lực của khí hơi lên cơ hoành có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị. Thứ hai là do sự kích thích và viêm nhiễm. Phân cứng và khô di chuyển chậm qua ruột có thể gây kích thích và viêm nhiễm niêm mạc ruột. Sự kích thích này dẫn đến viêm và sưng tấy, gây ra cảm giác đau bụng. Ngoài ra, sự ma sắc của phân cứng có thể gây tổn thương cho niêm mạc ruột, làm tình trạng đau trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ ba là do nhu động ruột bất thường. Táo bón thường đi kèm với sự thay đổi trong nhu động ruột, khiến các cơn co thắt không đều và mạnh mẽ hơn. Các cơn co thắt này là phản ứng của cơ thể để cố gắng di chuyển phân ra ngoài, nhưng lại gây ra những cơn đau quặn bụng và khó chịu. Thứ tư là do khó khăn khi đi ngoài. Nỗ lực đi ngoài phân cứng đòi hỏi nhiều sức lực hơn, gây căng thẳng và đau đớn cho vùng bụng dưới và hậu môn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như là đứt kẽ hậu môn và trĩ, làm tình trạng đau trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ năm là gây tích tụ độc tố. Khi phân tích tụ lâu trong ruột, các chất độc trong phân có thể được tái hấp thu vào cơ thể, gây ra cảm giác mệt mỏi và đau bụng. Sự tích tụ độc tố này có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa và gây ra các vấn đề khác như là nổi mụn nhọt, mề đay, ngứa ngáy khó chịu. Tiếp theo, việc xử lý táo bón đau bụng tại nhà có thể được thực hiện thông qua các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Sau đây là một số cách giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Thứ nhất, hãy tăng cường lượng chất xơ, lượng nước uống hàng ngày. Để tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống và cải thiện táo bón cũng như đau bụng, hãy bổ sung nhiều rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn và bông cải xanh. Ăn các loại trái cây giàu chất xơ hòa tan như là táo, lê, cam và quả mọng. Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như là yến mạch, gạo lứt và lúa mạch. Bổ sung các loại đậu như là đậu xanh, đậu lăng và đậu đen vào bữa ăn hàng ngày. Thêm hạt lanh, hạt chia và món ăn như là sữa chua hoặc salad. Uống đủ 1,5 tới 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ tác dụng của chất xơ và làm mềm phân. Cuối cùng, tăng cường chất xơ một cách từ từ để tránh gây đầy hơi và khó tiêu. Để bổ sung nước, bạn có thể uống nước ép trái cây tự nhiên như nước ép táo, nước ép lô hội để giúp làm mềm phân, hoặc uống một ly nước ấm pha với nước cốt chanh vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để kích thích hệ tiêu hóa. Và cần hạn chế các loại đồ uống có chứa caffeine và cồn
vì chúng có thể làm cơ thể mất nước, khiến phân khô cứng và gây táo bón. Giải pháp tiếp theo đó là tăng cường hoạt động thể chất. Để tăng cường hoạt động thể chất và cải thiện táo bón cũng như đau bụng, hãy duy trì thói quen đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thực hiện các bài tập aerobic, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe để kích thích nhu động ruột. Tham gia các lớp yoga hoặc tập các bài tập yoga tại nhà, đặc biệt là các cái tư thế giúp thư giãn cơ bụng như tư thế em bé hoặc tư thế con mèo. Thường xuyên thực hiện các bài tập co duỗi cơ bụng để kích thích hệ tiêu hóa. Cuối cùng, duy trì lối sống năng động bằng cách hạn chế ngồi lâu và đứng dậy vận động nhẹ nhàng sau mỗi một tiếng ngồi làm việc. Thứ ba là massage bụng. Xoa bụng có thể giúp cải thiện táo bón và giảm đau bụng hiệu quả. Bắt đầu bằng cách nằm ngửa, thả lỏng cơ thể và thở sâu. Dùng lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng vùng bụng theo chiều kim đồng hồ trong vòng khoảng là 5-10 phút để kích thích nhu động ruột. Dùng áp lực vừa phải, di chuyển tay từ vùng bụng dưới bên phải lên trên bụng trên, sang trái và sau đó xuống dưới. Kết hợp các động tác ấn nhẹ và xoa tròn để tăng hiệu quả. Thực hiện massage hàng ngày, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Uống một ly nước ấm trước khi massage để tăng cường hiệu quả kích thích tiêu hóa. Và tránh massage ngay sau khi ăn hoặc khi cảm thấy đau bụng quá mức. Thứ tư là tạo thói quen đi ngoài đúng giờ. Tạo thói quen đi cầu đúng giờ là một cách hiệu quả để cải thiện táo bón và đau bụng. Hãy cố gắng đi vệ sinh vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Lý tưởng nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Uống một ly nước ấm ngay khi thức dậy để kích thích nhu động ruột. Tránh nhịn đi ngoài khi có nhu cầu, vì điều này có thể làm phần dần khô cứng do bị tái hấp thu nước trong đại tràng và gây táo bón. Biện pháp thứ 5 đó là bổ sung probiotics. Bổ sung men vi sinh là một cách hiệu quả để cải thiện táo bón và giảm đau bụng. Hãy chọn các loại thực phẩm giàu probiotic như sữa chua, sữa cải bắp muối, kim chi để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Uống sữa chua mỗi ngày giúp cung cấp lợi khuẩn cho đường ruột. Sử dụng các loại thực phẩm bổ sung probiotic dạng viên hoặc bột cốm cũng là một cái giải pháp mà bạn có thể cân nhắc. Kết hợp probiotic với chế độ ăn giàu chất xơ để tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn tăng sinh và phát triển, cũng như uống đủ nước để hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hoạt động của lợi khuẩn. Ngoài ra, thuốc nhuận tràng không kê đơn là một cách nhanh chóng để cải thiện táo bón và giảm đau bụng nếu việc áp dụng các biện pháp không dùng thuốc không đem lại hiệu quả rõ rệt. Chọn thuốc nhuận tràng như polyethylene glycol, lactulose, macrogol, bisacodin v.v. theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Bắt đầu với liều thấp và tăng dần nếu cần để tránh tác dụng phụ. Uống đủ nước khi sử dụng thuốc nhuận tràng để hỗ trợ quá trình làm mềm phân và giúp thuốc phát huy hiệu quả. Chỉ sử dụng thuốc nhuận tràng trong thời gian ngắn và không lạm dụng để tránh phụ thuộc. Nếu tình trạng táo bón kéo dài hoặc có triệu chứng nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ để có giải pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh các giải pháp không dùng thuốc kể trên, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Isotagon. Isotagon là sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón, được phát triển dựa trên các thành phần tự nhiên, an toàn và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Isotagon chứa các thành phần chính sau đây. Thứ nhất, lợi khuẩn Bacillus coagulans và Bacillus clausi dạng bào tử. Hai loại lợi khuẩn này không chỉ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột mà còn hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm tình trạng táo bón bằng cách tạo thành lớp màng nhầy trên niêm mạc đại tràng. Bacillus coagulans và Bacillus clausi dạng bào tử có khả năng chịu được môi trường axit trong dạ dày, giúp chúng sống sót và hoạt động hiệu quả trong ruột. Thứ hai là chất xơ hòa tan từ mủ trôm, FOS và fibregum. Đây là những chất xơ hòa tan có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp làm mềm phân và tăng cường khối lượng phân, giúp phân di chuyển dễ dàng hơn qua ruột. Đồng thời, chất xơ hòa tan còn là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn trong ruột, giúp chúng phát triển và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Thành phần thứ ba là các vitamin nhóm B, B1, B5, B6 và vitamin PP. Các vitamin này không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, các vitamin này cũng giúp giảm cảm giác mệt mỏi, chán ăn, khó chịu mà táo bón gây ra. Việc sử dụng Isotagon mỗi ngày không chỉ giúp bạn giải quyết tình trạng táo bón một cách nhanh chóng và an toàn mà còn giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón tái phát. Sản phẩm có dạng bột, rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần pha gói bột với nước đun sôi để nguội và uống hàng ngày. Isotagon không chứa các thành phần hóa học gây hại
không gây ra tác dụng phụ và phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Hy vọng qua video này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để cải thiện táo bón và giảm tình trạng đau bụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới hoặc là gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình để được giải đáp sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.